con đã gây ra nhiều lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy si mê hơn dần và gian dối. Nay con quỳ lại lòng sám hối, cúi xin chư Phật trong chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống ngày đêm trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lạc vì tâm tôi, tâm tình còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, mây vẫn muôn đời trôi thông dòng. Ung dung tự tài lòng thanh thản, chân tâm thường trụ nguyện tinh tấn, quyết nỗi thương ngại lòng chẳng. Lặp lại lỗi lầm xưa, bao nhiêu lầm lạc vì tâm tôi, tâm tình còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, mây vẫn muôn đời trôi thông dông. Ung dung lòng thanh thản, chân tâm thường trụ nguyện tinh tấn, quyết nuôi gương ngại lòng chẳng phai. Ung dung tự tài lòng thanh thản, chân tâm thường trụ nguyện tinh tấn, quyết nuôi gương ngại lòng chẳng phai. Ung dung tự tài lòng thanh thản, tâm thường trụ nguyện tinh tấn, quyết nỗi gương ngại lòng chẳng phai. Ung dung tự tài lòng thanh thản, chân tâm thường trụ nguyện tinh tấn. Khi ăn uống niệm Di Đà đến khi riêng chư tôn thiền đức tại chùa Hành Sơn đã hoan hỷ cho phép chúng con có buổi nói chuyện với Phật tử hôm nay. Kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo Giác Hộ, Thượng Tọa Trụ Trì, Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ, hành nguyện sớm viên thành. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Phía kế thì cho Thị Xuân gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong một ngày an lạc hôm nay. Kính chúc quý vị luôn luôn gặt hái được sự an lành trong giáo pháp của Như Lai để trang nghiêm cho gia đình của mình, cũng như trang nghiêm cho quốc độ này và thế giới tịnh độ. Nam Mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Đại. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì Thầy có một cái chủ đề nho nhỏ gửi đến quý Phật tử về chủ đề ý thức xây dựng tịnh độ. Về cái quan trọng của chúng ta là ý thức. Trong trang trải tất cả những cái buổi nói chuyện, Thiện Xuân thường nhắc nhở đại chúng về lộ trình tu của mình. Chúng ta tu như thế nào để chúng ta gặt hái được kết quả tốt, thì cái đó là cái tiến trình tu của chúng ta. Nếu như thời gian tu chúng ta lâu mà kết quả chúng ta ít, như vậy có uổng không quý Phật tử? Uổng không? Uổng phải không nè? Chúng ta tu lâu nhưng mà gặt hái ít thì nó uổng đi. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta tu tới đâu, chúng ta gặt hái được cái kết quả tới đó đó, thì cái này là cái mà Thầy mong mỏi nhất. Do vậy hôm nay thì Thầy nói về ý thức xây dựng tịnh độ. Vậy chúng ta quan trọng đầu tiên là cái ý thức. Bây giờ Thầy bắt nguồn từ ý thức như thế nào? Bây giờ ý thức giác ngộ. Nếu như mà người nào cũng có ý thức giác ngộ đó, thì chúng ta hiểu chúng ta là ai. Bây giờ quý vị ngồi đây thì quý vị là ai? Là ai? Phật tử, đúng không? Mà Phật tử là con Phật, phải không? Mà con Phật á, thì chúng ta có giống Phật không? Giống không? Chúng ta giống Phật, phải không? Chúng ta giống Phật thì chúng ta đến đây á, thì chúng ta phải sống cái đời sống như thế nào, gọi là ta ý thức. Chứ còn chúng ta tự cho rằng mình là Phật tử, nhưng mà là mình không ý thức là mình là Phật tử. Cái này nè mới là cái đánh mất cái mình đang có. Thì cái này mới là cái động niệm. Chúng ta không có chánh niệm. Chúng ta có chánh niệm có nghĩa là chúng ta ý thức được rằng mình là ai, mình đang làm gì. Nếu Phật tử ý thức được rằng chúng ta là người Phật tử đến chùa, thì chúng ta là người con Phật, thì chúng ta làm nở mặt nở mày, phải không? Cho những người đệ tử Phật. Như vậy thì nếu chúng ta tự xem mình là người đệ tử Phật, thì chúng ta phải ý thức rằng sự giác ngộ đầu tiên hết. Vậy thì nếu người nào cũng ý thức như thế, thì ở chùa có phải nói tiếng nào nữa không quý vị? Có phải phiền não nữa không? Nhưng ở chùa hết phiền não rồi. Nhưng mà vì mọi người thiếu ý thức được, mọi người thiếu ý thức, cho nên chúng ta mặc chiếc áo nhẫn nhục lên, nhưng mà chúng ta lại thiếu sự can đảm, bản lĩnh nhẫn nhục, là thiếu ý thức mình là người Phật tử. Nếu mình là người Phật tử, mình học theo cái hạnh Phật thì quá hạnh phúc rồi, đâu có để ai nói điều gì đâu. Cái đó là mình đã trang nghiêm cho thế giới tịnh độ rồi đó. Nếu mình ý thức được mình là người đệ tử Phật thì mình đã tự trang nghiêm thế giới tịnh độ. Cái đó là ý thức mình là người đệ tử Phật. Bây giờ mình nói ý thức về lời nói của mình. Như vậy thì trong cái lời nói, chúng ta đang ở đây, chúng ta ý thức rằng con đang ở chùa Hạnh Sơn, con đang đi tu một ngày an lạc. Thì cái mục tiêu của chúng ta là một ngày an lạc. Mục tiêu này chỉ có một ngày thôi. Quý vị qua khỏi ngày này, quý vị tìm ngày mai, quý vị tìm lại cái hơi ấm của ngày hôm nay có được không? Quý vị tìm lại cái đạo tràng của ngày hôm nay có được không? Mình ý thức điều đó để mình biết rằng mục tiêu của mình là một ngày an lạc. Vậy quý vị đã đến đây trọn vẹn sự an lạc chưa? Ninh Thinh. Ninh Thinh có nghĩa là có. hay là nên thân là chưa? Chắc nên thân là chưa quá. Và chúng ta thiếu ý thức, chúng ta sẽ đánh mất một ngày. Và cũng như vậy, chúng ta thiếu ý thức, chúng ta sẽ đánh mất một đời. Chúng ta ý thức thì chúng ta sẽ sống trọn một ngày. Chúng ta ý thức, chúng ta sẽ sống trọn một kiếp. Như vậy thì cái chánh niệm đó chính là cái chúng ta nhìn nhận ra được rằng chúng ta đến đây để làm gì. Ý thức cho một ngày thôi. Thì nếu như mọi người từng niệm ý thức như thế thì người đó không có nỗi khổ niềm đau. Thì người đó sẽ thấy rằng mình là người dân của tịnh độ. Ý này quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi, rất cảm ơn quý Phật tử. Bây giờ chúng ta ý thức về lời nói để thông qua sự truyền thông không bị mất lòng. Người xưa có dạy lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy chúng ta lựa lời nào để nói? Lựa lời nào để nói? Như vậy ta nói những lời của Đức Phật dạy, Chư Tôn Thiền Đức dạy, hay ta lựa lời từ trong cái xúc cảm của mình để mình nói? Hay là mình bốc đồng đến một vấn đề nào đó cho nên mình không kiềm chế là được để mình nói? Như vậy mình đã đánh mất mục tiêu, mình đã đánh mất mình. Như vậy gọi là thiếu ý thức. Cho đó về lời nói, có khi mình nói mình làm mất lòng người khác mà mình cũng không hề biết và không có ý thức đến lời nói. Để rồi mất lòng ai thì kệ, miễn mình biết mình nói là được rồi. Như vậy có xứng đáng để mình tu một ngày an lạc không quý vị? Như vậy mình tu một ngày mà tăng thêm phiền não khổ đau chứ không có an lạc. Như vậy không có an lạc, như vậy mình có nên tham gia, mình có nên có mặt ở đó không? Đó, tại vì người ta tu một ngày an lạc mà mình lại nói những lời không an lạc. Vậy thì sự có mặt của mình ở đó là phá vỡ đi cái mục tiêu chung của sư phụ ở đây, của thượng tọa ở đây tổ chức ra một ngày an lạc cho mình. Nhưng mà mình tới đó mình lại phá vỡ một ngày an lạc. Thiếu ý thức như thế đồng nghĩa đến ngày đó ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Phải trong 5 tội vô gián là ngũ nghịch tội. Thì đó là tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp chúng. Ngày đó chúng thanh tịnh hòa hợp để tu tập, mà ta làm phá vỡ sự thanh tịnh hòa hợp tu tập đó. Ngày đó ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Và mỗi ngày ta sống trong địa ngục A Tỳ như thế thì quý vị nghĩ có ngày ra không? Tại vì một ngày an lạc của đại chúng mà ta phải phá vỡ thì cái tội đó ta tu một kiếp này liệu có trả nổi hay không? Đó, thì cái này quý vị ý thức để chúng ta đừng tự mình mở cửa địa ngục chui vào. Nghe thì nó đơn giản nhưng phân tích ra nó trầm trọng không quý vị? Trầm trọng không? Quá ớn hen. Có muốn làm vậy không? Muốn không? Rồi, cảm ơn quý Phật tử. Vậy là hơi im rồi đó ha. Thì tại vì mình tự trang nghiêm mình thì cái quốc độ này nó trang nghiêm thôi. Tự mọi người giữ cái miệng của mình thì có ai có phiền hà tới ai không? Không. Mọi người tự ý thức trang nghiêm nơi cái lời nói của mình thì không có bao giờ có một cái phiền hà gì xảy ra hết. Rồi bây giờ ta ý thức về cái thân của mình. Bây giờ ý thức về cái thân của mình. Nếu như những lần trước Thiện Xuân có nói là bây giờ quý Phật tử lớn tuổi rồi, ở nhà mình á, mình là cha, là mẹ, là ông, là bà, mình làm vua một cõi. Mình muốn đi đâu mình đi, muốn đứng đâu mình đứng, muốn ngồi đâu mình ngồi. Ăn thì mình chỉ cần vỗ bàn một cái, con cháu nó đem lên. Mà nó đem lên rồi mình kêu nó đem xuống, mà nó đem chậm một chút mình còn la nó nữa. Mà bây giờ mình đến đây mình phải xếp hàng niệm Phật để đi ăn cơm. Có khi ở dưới dọn chưa xong, ở trên thấp xếp hàng đứng mỗi chân gần chết. Bực mình không? Đó, cái này mới là ý thức nè. Nhưng mà rồi bắt đầu người ta quay phim vô, những thước phim đó để lại cho người khác xem. Có người người ta không hiểu đạo, người ta nhìn vô người ta cười. lúc đó mình có mắc cỡ không? Vấn đề này là vấn đề mà cái người biết tu hay không biết tu, cái người có trang nghiêm tịnh độ hay không trang nghiêm tịnh độ. Lúc đó mình thấy rất hãnh diện vì mình là một trong những hành giả ở cảnh giới thanh tịnh. Như vậy mình được đứng vào đó trang nghiêm niệm Phật, hạnh phúc lắm. Có biết bao nhiêu người không được như mình, chứ đâu có phải là mình thấy như vậy là mình thấy mình xấu hổ gì đâu. Rồi có khi mình ngồi đó, mình ngồi trong một cái đạo tràng rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, thì mình thấy mình là một thành viên của thế giới cực lạc đang hiện hữu ở đây. Nếu ngày mai này mình vô đây mình ngồi chỉ một mình thôi, chứ không ai ngồi hết trơn, vì ta về hết rồi, hay là ta đi nơi khác ta tu tập rồi. Như vậy thì ngày hôm nay ta được ngồi đây, ta được đứng đây, ta có mặt nơi này. Nếu ta ý thức được điều đó thì thân chúng ta nó hạnh phúc lắm, nó như ngồi ở tòa sen vậy. Và nếu ta ý thức mỗi người đều bước đi những bước chân, có người đi kinh hành không tự ý thức những bước chân của mình, có không quý vị? Chứ làm gì mà biết bước không được, chỉ có bước này bước kia mà bước không được. Chẳng qua là ta thiếu ý thức để ta nghe được cái câu niệm Phật, thiếu ý thức để bước cái chân của mình vào cái chữ nào vậy thôi. Như vậy thì chúng ta mặc chúng ta muốn đi sao chúng ta đi. Như vậy thì nó lại thiếu trang nghiêm, làm cho người đi trước và người đi sau. Vì người đi trước mà mình đi trật chân, mình sẽ dậm chân người đi trước. Nếu mình đi trật chân, người đi sau sẽ thấy rất bực mình. Như vậy nếu ta thiếu ý thức về những bước đi, chúng ta sẽ làm cho nhiều người bực mình. Không biết thầy nói như vậy quý vị có thấy là điều đó đúng hay sai, đúng không? Rồi, rất cảm ơn quý Phật tử. Nếu như mọi người đều đi nhịp nhàng, quý vị thấy những thước phim quay lên rất đẹp, nhưng mà còn mạnh ai nấy đi cái kiểu của mình, thì cái đạo tràng mình rất là kỳ cục, nhìn vô không đẹp chút nào. Như vậy người nào mà chưa đi kinh hành được, chưa bước những bước chân và những câu niệm Phật nhịp nhàng, chúng ta đứng qua một bên. Hôm nay tôi mới đi chùa lần đầu tiên, xin cho tôi một góc nhìn để tôi đứng đó tôi nhìn, tôi niệm Phật theo và tôi học. Lần sau tôi đi được tôi đi. Còn nếu như người nào đó hướng dẫn tôi đi được, tôi nhìn chỉ một vòng thôi, thay vì đi kinh hành 3 vòng, tôi đứng tôi nhìn 1 vòng và tôi thấy tôi đi được, tôi bước vào, xin cho tôi đi với. Như vậy khi tôi đi vào là tôi ý thức được rằng câu niệm Phật của mình nhịp nhàng với bước chân của mình. Như vậy chú tạo được một cái sự cộng hưởng với những người xung quanh, một cái sự nhịp nhàng rất là đẹp. Đó là trang nghiêm. Như vậy nếu ai ý thức được từ cái suy nghĩ là mình đang ở đâu, từ cái lời nói là phải truyền thông như thế nào, từ cái thân của mình ngồi ăn coi nồi, ngồi coi hướng, chúng ta ngồi như thế nào cho nó đẹp. Như vậy cách ngồi là quay nghi. Chúng ta có 3 thứ giáo. Một là khẩu giáo, là nói ra mới biết. 2 là thân giáo, nhìn vào cái thân trang nghiêm của mình là đã chỉ dạy người khác rồi. 3 là ý giáo, mình phải có ý thức để chính cái ý thức, nhận thức đó giúp cho mọi người cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được gần gũi những người có sự giáo huấn mình. Không biết tôi chia sẻ như cái điều như thế, quý Phật tử có cảm nhận được không? Được không? Rồi bây giờ mình nói tới ngoài cộng đồng. Mình nói ngay chỗ này rồi, thì bây giờ tiếp đến mình nói ngoài gia đình. Từ gia đình cho đến xã hội, cho đến tất cả các lễ lộc, các ngày lễ. Thì giờ trước mình nói về gia đình. Nếu những người con ý thức mình là con, thì quý vị nghĩ coi cha mẹ có phải phiền hà gì với những người con đó không? Có không? Cha mẹ sẽ rất hạnh phúc vì mình có những người con rất là biết chuyện, biết điều, hay là biết bổn phận của mình. Đây là những người con ý thức. Nếu có những người con thiếu ý thức là chẳng cần biết cha mẹ mình nghĩ gì. Những người con thiếu ý thức chẳng hề biết thầy cô giáo mình nghĩ gì đối với mình, bạn bè mình nghĩ gì đối với mình. Thì những người này còn trẻ đã đánh mất tuổi trẻ, lớn lên cũng tự đánh mất mình, sẽ làm cho gia đình đau khổ, trường học càng đau khổ nhiều hơn. Như vậy nếu nói về mặt gia đình thì người đó thiếu ý thức về trong gia đình. Có người kỳ cục lắm, có những người con thiếu ý thức chỉ mong rằng cha mẹ mình phải có nhiệm vụ với mình, anh chị em mình phải có nhiệm vụ với mình, chứ mình thì chẳng cần có nhiệm vụ với ai. Về có khi đôi dép để không trang nghiêm, hai chiếc dép về tới cửa, hai chiếc dép mà thấy một chiếc bên này một chiếc bên kia, có khi bỏ một chiếc trong, bước đi mà bước đi hai bước chẳng có phải trang nghiêm với nhau, bước đi thì bước trong bước vào ngoài rồi mà thả đôi dép là nhìn thấy là biết thiếu ý thức. Bước về tới nhà, nội cái cách để dép xong là mình biết người này có ý thức hay không. Rồi về cởi chiếc áo ra, dục cái chỗ nào đó. Có không quý vị? Không biết như đây thầy nói vậy em biết là có đụng chạm tự ái ta hay không ta? Có đụng không? Đụng chịu chứ biết sao giờ. Thấy không? Có khi là chúng ta thiếu ý thức lạ lùng lắm. Cởi nón đâu bỏ đó, cởi áo đâu dục đại đó. Và chúng ta cũng không tự ý thức rằng mình làm việc đó nó có ảnh hưởng tới ai hay không. Uống cái ly rồi muốn bỏ đâu thì bỏ. Chẳng lẽ người khác phải bỏ một trách nhiệm để đi xem coi mình làm cái gì, để ở đâu để người ta dẹp sao? Hay là mình là một cái nguyên thủ quốc gia để cho có hai vị cận vệ hay là mình là một vị hòa thượng để cho người khác phải làm thị giả mình? Như vậy quý vị nghĩ coi có tổn phước không? Mà vậy mà có những người con bắt cha mẹ mình phải gần như người hầu của mình vậy đó. Nó đi làm được một chút xíu tiền bạc để lo lắng cho gia đình rồi thì tất cả mọi người phải cung phụng hầu hạ lo cho nó. Thiếu ý thức không? Làm cho người khác cảm thấy rất là bực mình. Nếu có những người chồng như thế thì người vợ rất là khổ. Nếu có những người vợ thiếu ý thức thì người chồng rất là chán nản. Có những người vợ thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của mình, người chồng chán lắm. Như thì cái hạnh phúc có đạt được hay không? Còn nếu mà nói về Phật tử mà đến chùa mà thiếu ý thức thì thôi, chứ thầy sư phụ ở đây chắc ông trốn. Vì mạnh ai nấy làm cái kiểu của mình mà. Có nghĩa là thiếu ý thức tập thể, thiếu ý thức cộng đồng. Từ bản thân mỗi con người thiếu ý thức để xây dựng trang nghiêm cho mình, để trang nghiêm quốc độ, thì cái nhà của mình nó lại không đẹp, đến cái chùa của mình lại không có trang nghiêm, rồi làm sao mình có cái thế giới cực lạc để mình về được chứ? Do vậy mà trong gia đình mình xây dựng mỗi gia đình như vậy mà tự mọi người ý thức trách nhiệm của mình thì những người con hạnh phúc, vì cha mẹ luôn luôn có nụ cười. Không biết quý vị làm cho cha mẹ vui, quý vị hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Rồi, cảm ơn quý vị. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử lớn tuổi hết rồi, quý vị có nghĩ rằng những hành vi của mình làm cho cha mẹ mình ở nơi chính suối mỉm cười, quý vị có nghĩ không? Mình mà dạy con, dạy cháu mà con cháu mình nó đi vào nề nếp ngăn nắp, vậy nghĩ coi cha mẹ, ông bà, cửu quyền mình hạnh phúc lắm. Mình nghĩ được như vậy để mình làm hết cái khả năng của mình. Nếu ai cũng có ý thức thể hiện sự cống hiến cho gia đình, cho xã hội, cho mọi lúc mọi nơi thì cái sự cống hiến đó tuyệt vời lắm. Đó là một sự ý thức. Đối với gia đình thì còn rất là nhiều nữa, nhưng mà chúng ta xem qua những hành vi ngoài xã hội để chúng ta thấy người thiếu ý thức không có bao giờ xây dựng một xã hội văn minh được đâu. Bây giờ xã hội quý vị thấy ra ngoài đường ai cũng nêu lên cái khẩu hiệu là phải chạy đúng lề, đúng tốc độ, đường phố sạch đẹp văn minh. Mình đi nước ngoài mình có thấy đường phố sạch đẹp không quý vị? Thấy không? Đi nước ngoài thấy đường phố rất là sạch đẹp. Rồi bây giờ cái nước mình đường phố có đẹp không? Có không? Ở đây là thầy hỏi quý vị, nhưng mà thầy mong rằng mọi người ăn bắp đừng có dục cái cùi vào đường. Có không? Có nhiều lúc chúng ta ở trong cái xe đó, mà có câu chuyện là ở trong xe mà uống nước dừa xong thả ra dừa ở ngoài, cái người chạy xe Honda bể đầu chết. Có câu chuyện đó chưa? Nghĩ sao mà nguyên trái dừa vậy mà uống trong xe mà dám thả ra ngoài, mình không hiểu. Chứ còn bọc ni lông thì khỏi nói. Có người ở trong xe uống xong rồi nguyên một cái chai vậy đó, chai nước suối đó, uống xong trong xe du lịch dục ra ngoài, mà cái người mà đang chạy xe mà dục về bất giác người ta hết hồn, người ta té, người ta chết. Thì nghĩ rằng cái tội đó có phải là tội của mình không? Hoặc là người ta trợt thôi, mình dục đó, mình vô tư mình dục một cái cùi bắp ngoài đường thôi. Người ta chạy xe mà người ta trợt, người ta té, người ta chết, thì quan gia trái chủ đó nó có kết với mình không? Nhưng mà ai cũng muốn một cái thành phố sạch đẹp hết á. Nhưng mà mọi người có ý thức để xây dựng thành phố sạch đẹp hay không? Cái này là cái mà chúng ta thấy rằng á, chúng ta không phải mong cầu, nhưng mà tất cả mọi người cần một sự ý thức. Mà sự ý thức đó chính là chánh niệm trong đạo Phật đó quý vị. Đạo Phật của chúng ta chữ chánh niệm chính là chữ ý thức chứ không gì hết trơn. Mình ý thức được mình đang nói, mình ý thức được mình đang làm, mình ý thức mình đang đi, mình ý thức mình đang ngủ, mình ý thức mình đang ăn. Mọi cái ý thức đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Không biết thầy nói về quý Phật tử hiểu nổi không? Có cao lắm không? Cao không? Có cao không? Không có cao phải không? Cái này dễ mà phải không? Nghe nói chữ chánh niệm nghe nó ghê lắm, nhưng mà không có. Chữ chánh niệm chính là ý thức được cái hành vi của mình. Nhưng mà nếu mình ra đường ai cũng cầm cái rác á, mà bỏ trong cái bọc, đi tới chỗ đàng hoàng, bỏ đúng nơi đúng chỗ quy định, thì quý vị nghĩ coi cái có ai cần phải nói tới ai không? Không ai cần phải nói tới ai đó. Mà nếu như mà ai cũng ý thức được rằng chỉ cần đưa ra cái khẩu hiệu là đèn xanh đèn đỏ như vậy, thì ai cũng chạy đúng lề, đúng tốc độ, đúng quy cách, thì có phải cảnh sát giao thông phải đứng ngoài ngã tư nữa không? Có phải là kẹt đường kẹt xá gì không? Không có. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu rằng tất cả mọi thứ nó đều ở cái chỗ nhận thức. Ngay cái chỗ ý thức rồi bây giờ nhận thức. Nhận thức có nghĩa là cái người đó hiểu về vấn đề như thế nào để người ta làm, ý thức trong việc làm. Người ta chưa nhận thức thì làm sao người ta có ý thức được. Cũng như nhiều lần chúng tôi nói là có nhiều người không có hiểu được mục tiêu, không vạch ra cho mình mục tiêu, không có mục đích, làm sao mà nhận thức được đấy. Mà nhận thức chưa đúng đắn thì làm sao có ý thức được trong việc làm. Vậy thì xã hội này vẫn còn cứ nghèo đi, xã hội này chưa có giàu được. Mà nếu một xã hội mà nghèo thì chúng ta tự mình làm khổ, làm khó cho mình. Mọi người không tự ý thức thì xã hội này cứ như thế không phát triển được. Và mọi người cứ nói với nhau, người này nói người kia nói người nọ, nhưng không ai làm cho xã hội này phát triển được hết. Là bởi vì chính bản thân ta ra đường còn cầm miếng rác thả xuống, còn thiếu trách nhiệm với tất cả những hành vi của mình. Như vậy chúng ta chưa chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta nghĩ cái thế giới này là tịnh độ, thì tất cả mọi người đều phải tự xây dựng tịnh độ. Khi xưa tôi là một người thợ hồ, tôi cũng đi xây dựng như vậy. Còn rất trẻ, nhưng tôi đã ý thức được rằng mình xây dựng là mình xây dựng đất nước, mình góp phần xây dựng đất nước. Mình làm sao mình có một cái tư tưởng là từng cái cục gạch mình xây là mình xây dựng đất nước, chứ không phải là mình xây cho ông này, mình xây cho bà kia, mà từng cục gạch mình xây lên là mình xây dựng đất nước. Cho nên mình xây dựng đất nước phải cho vững chắc, chứ không phải làm thiếu ý thức trách nhiệm với nó. Và khi thầy làm, thầy nghĩ là một mai này thầy phải là một ông thầu. Quý vị nghĩ là một cái người chỉ 16 tuổi thôi, một đứa bé đi 16 tuổi, nó cầm cục gạch lên mà nó nghĩ là xây dựng đất nước, chứ không phải là xây dựng một căn nhà, xây dựng một cái chòi, hay xây dựng một cái giếng, xây dựng một cái chuồng heo chẳng hạn. Không nghĩ mình xây dựng đó, mà mình nghĩ là từng cục gạch mình xây dựng đất nước. Nếu như mình càng được đi xây dựng nhiều nơi thì đất nước này giàu đẹp lên. Và nếu như mình có một cái ý thức trách nhiệm với nó thì cái việc của mình làm tới đâu chắc tới đó. Những bài hồ của mình phải trước khi tô phải tưới cục gạch cho nó thấm, nó ẩm ướt, để khi mình đưa hồ vô nó hít vô, nó không bị cháy và nó không bị có một cái khoảng cách ly, và nó hít là rất là cứng. Như thế thì tất cả mọi công việc chúng ta đều ý thức thì cái đất nước này nó giàu mạnh thôi. Mọi người tự ý thức như thế. Chứ còn có người thì chỉ làm bằng cái ngày công của mình thôi. Tới đó làm mà thiếu ý thức thì cái việc làm đó không phát triển được. Thì nếu như cái việc làm của mình có ý thức như thế thì mình làm tới đâu mình thành tựu được tới đó. Mình bất cứ mình ở đâu thì ở nơi đó giàu đẹp. Không biết thầy nói cái ý này Phật tử có cảm nhận được không? Được không? Rồi, cảm ơn Phật tử. Giờ này thầy nói ý thức đến con đường tu tập của mình ha. Quý Phật tử tu tập, quý Phật tử có muốn được rằng mình có sự hiểu giáo pháp không? Muốn không? Hay là mình muốn chỉ tu cà lơ phất phơ vậy thôi? Muốn phải không? Bây giờ thầy hướng dẫn cái phương pháp để quý Phật tử ý thức được cái việc tu của mình ha. Ở đây ai đã có một cuốn sổ để ghi lại nhật ký rồi? Đưa tay lên thầy coi. Ai đã từng ghi nhật ký hàng ngày? Rồi. Như vậy cho thầy tán thán quý vị một tràng pháo tay. Là tại vì ai cũng có hết cho nên nín thinh. Nín thinh là đồng ý, là hiểu rằng là hàng ngày mình tu tập sao mình ghi trở lại. Quý vị mà tự ý thức được việc của mình là quý vị phải biết được, cân đo đong đếm được thời gian. Quý vị chắc là từng nghe cái câu làm không tính làm lính suốt đời chứ? Có nghe chưa? Vậy thì quý vị tu không tính, quý vị làm gì suốt đời? Tu mà không tính thì phiền não suốt đời chứ sao? Tại vì mình tu mình đâu có tính đâu. Như vậy thì bây giờ mình tính coi là bữa nay mình niệm Phật được bao nhiêu câu, bữa nay mình làm được bao nhiêu việc lành, bữa nay mình làm được bao nhiêu việc ác. Như vậy thì cái cuốn sổ đó luôn luôn có trong túi mình. Thay vì phương pháp dạy của Đức Phật dạy cho tất cả các vị tỳ kheo tu tập á, thì Ngài dạy lúc đầu á là một bên bỏ sỏi trắng, một bên bỏ cái sỏi đen, hay là đậu trắng với đậu đen. Cứ hở một tâm niệm của mình sanh ra mà xấu thì mình lấy một cái hạt đậu đen mình bỏ, vào cái sọt đó. Một tâm niệm lành mình khởi ra, một công việc lành mình khởi ra, mình lấy một hạt đậu trắng mình bỏ qua cái túi. Thì chắc là phải có 4 cái túi, vì 2 cái túi đựng và 2 cái túi bỏ vô. Và trước khi đi ngủ á, mình đếm lại coi, mình ngồi thiền mình kiểm tra lại coi ngày nay mình làm, mình nghĩ, mình làm, mình nói được bao nhiêu việc thiện, và mình nghĩ, mình nói, mình làm bao nhiêu điều ác. Sau khi đếm rồi thì lúc đầu hạt đậu đen nhiều hơn, đậu trắng được hột hay hột gì đó. Thì từ từ do có ý thức như thế cho nên lần lần đậu trắng nó tăng lên, đậu đen nó giảm xuống, cho đến một lúc nào đó không có đậu đen mà chỉ còn đậu trắng thôi. Hiểu không? Nếu như Phật tử không tự ghi vào thì Phật tử có biết là bữa nay mình có bao nhiêu tâm niệm xấu không? Có không? Mình sao nhớ được? Phải không? Cái này là cái ý thức nha. Thì thôi bữa nay giác ngộ có nghĩa là chúng ta mọi lúc mọi nơi chúng ta phải tự ý thức được rằng giác ngộ không phải là đợi cho đến một lúc nào đó, mà lúc nào cũng bắt đầu, và ngay chỗ đó lúc nào cũng có thể kết thúc. Ý muốn nói thế nào? Lúc nào chúng ta cũng có thể vận hành bằng một sự bắt đầu của mình, để cái sự bắt đầu đó nó xin con xin nguyện từ nay dứt bỏ các điều ác, làm tất cả việc lành. Hoặc là con xưa đã tạo bao ác nghiệp, mà bây giờ này con ý thức được điều đó, con xin bỏ hết tất cả những điều xấu ác đó, không làm những điều ác nữa. Và bây giờ, ngay bây giờ con xin nguyện làm những việc lành. Nó đâu có bao giờ muộn, mà cũng đâu có bao giờ mà sớm đâu. Tại vì cái pháp trung đạo của mình này, chúng ta cũng đã từng hướng dẫn quý Phật tử rồi, phải không nè? Chúng ta chỉ lớn tuổi hơn người trẻ, chứ chúng ta đâu có nói chúng ta lớn tuổi hơn người già đâu. Như vậy quý vị có 80 đi nữa, quý vị có dám nói mình già không? Chỉ già hơn người 79 chứ làm sao dám nói già hơn người 81, phải không nè? Như vậy thì chúng ta chỉ lớn hơn người nhỏ, nhưng mà vẫn nhỏ hơn người lớn. Chúng ta trễ là trễ hơn người sớm, nhưng mà chúng ta vẫn sớm hơn người trễ. Vì bây giờ ngồi trong đây, quý Phật tử vẫn còn sớm hơn những người lớn tuổi hơn quý vị mà vẫn chưa biết ngồi đây, chưa biết tu, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn chưa biết ăn chay, chưa biết làm một việc lành nào hết. Thì quý vị nghĩ coi cái phước đó đời sau có còn nữa không? Đâu ai chắc ăn được, phải không nè? Không ai chắc được hết. Cho nên ngay bây giờ mà mình biết làm được việc thiện, mình biết làm được việc tốt, thì mình có hạnh phúc chưa? Có chưa? Nín thinh như thế này chắc hạnh phúc ít lắm, cho nên vỗ tay nhỏ xíu à. Hạnh phúc nho nhỏ. Nhưng mà thôi, có một hạnh phúc nho nhỏ rồi thì nó sẽ có một hạnh phúc lớn lớn. Cũng như cái bình hoa này, có một cái bông nhỏ nhỏ thì từ từ nó nở ra lớn. Chứ hạnh phúc không tự nhiên mà lớn lên được, nó phải từ những hạnh phúc nhỏ. Như vậy thì khi chúng ta có được một ý thức trách nhiệm cho một câu niệm Phật, một lại. Không biết quý Phật tử lại có ý thức với một lại mình chưa nè? Có chưa? Quý vị chỉ lại có một ý thức với cái lại của mình thôi. Thì quý vị lại một lại gọi là lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Còn có người lại 100 lại không bằng mình lại một lại. Tại vì sao vậy? Vì lại 100 lại kia là lại cho có, lại trả lễ. Vì con nguyện là con làm được cái đó mà suôn sẻ, con về con lại Phật 100 lại. Có người nguyện vậy không? Có không quý vị? Quý vị thấy chưa? Chứ thầy thì thấy rồi. Nó do con nguyện cái kia về lại Phật 100 lại, cái lại vậy nè, lại cái đầu không có chấm đất, làm như là xá vậy, ngồi chứ không có phải là đứng lại đâu, ngồi nhưng mà lại vậy nè, lại lát cái ngồi dịnh cái đầu, hồi chóng mặt quá, chóng mặt quá. Cái thầy hỏi ủa sao mà bữa nay có chuyện gì mà cô lại dữ vậy? Nói con nguyện lại 100 lại trả lễ. Lại vậy 100 lại là quý vị thấy là có ý thức được cái việc lại của mình không? Thấy thì cũng tội nghiệp, thấy thương á, nhưng mà nghĩ rằng chẳng qua là làm cái này làm cho có thôi. Nhưng mà thôi thì có còn hơn không. Nói cái kiểu dớn giác á mà, có còn hơn không? Hơn là không ai lại Phật một lại nào hết, không ai cúi đầu trước Phật hết, thì nó uổng đi. Quanh năm suốt tháng ở nhà thờ vậy đó, chứ thắp nhang xá còn không thèm cúi đầu nữa. Thắp nhang xá vậy nè, không biết thầy nói vậy quý vị thấy chưa? Trời ơi, ở nhà thắp nhang cũng đem tượng Phật về nhà thờ, đem tượng Bồ Tát về nhà thờ, đem tượng Phật về nhà thờ, chưa hề lại một lại. Mà chiều thắp nhang thì cũng đốt lần một nắm vậy nè, lại cầm cái sọt, cái xá vậy nè, lại kia cầm cái kịch, có khi không thèm xá nữa, cầm cái kịch bỏ đi à, quay ngang qua bỏ đi thôi. Trời ơi, vậy mà thắp nhang chi cho tốn tiền hả trời? Quý vị thấy không? Chính cái điều đó cho thấy rằng bản thân mỗi người chúng ta phải cố gắng tự mình ghi lại, rồi mình nhờ người khác nhắc nhở. Nếu có ai nhắc nhở, mình nghĩ đó là người gì? Người ơn của mình, ơn lớn lắm. Bữa nay tính không hát một bài vì cái giọng bữa nay là nó yếu rồi, nhưng mà thôi thì cũng hát một bài để tặng quý Phật tử. Chứ để không hát cái mai mốt Phật tử nói là thầy bỏ xẻng với con, đi đâu thầy cũng hát mà bữa nay thầy không có phục vụ tụi con. Có không? Hay thôi bữa nay mình khỏi hát không? Hát bài ha. Rồi hát bài xong mình kết luận nha. Bây giờ mình hát cái bài lâu rồi mình chưa hát cái bài là niệm Phật Di Đà, phải không ta? Chưa phải không? Vậy là bữa nay mình hát bài này phải không? Dầu rằng bài này nó nghe thường nhưng mà vẫn cứ mới nè, vì thầy chưa hát. Quý Phật tử ai thuộc hát với thầy nha. Rồi ai không thuộc thì vỗ tay hưởng ứng. Khi ăn cung niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cung nghê ngã nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, các khi bận rộn cũng thì thầm nghiêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, những khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng A Di Đà chẳng quên. Khi ăn cúng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cung nghê ngã nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, các khi bận rộn cũng thì thầm yêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng A Di Đà đừng có quên. Rồi hết. Cái bài niệm Phật A Di Đà này thì nó cũng phù hợp với lại cái việc mà mình ý thức hôm nay, phải không ạ? Mình ý thức hôm nay là mình ý thức là mình là cái người niệm Phật. Cho nên mình đừng có quên cái việc niệm Phật là việc của mình nha, chứ không phải là việc của người khác đâu. Đừng có đợi cô Vũ Tiền gọi nghe, tốn tiền điện thoại phải trả tiền á. Lâu lâu quý Phật tử có cúng dường cổ không? Chứ sao thầy có nghe là cổ gọi suốt à? Tại vì cổ nhắc chứ để quên. Cổ nhắc bữa nay đi niệm Phật nghe cô. Chị hai bữa nay đi niệm Phật nghe chị. Có gọi không? Hay là mình tự giác đi chùa à? Đó nín tịnh là biết có. Thấy không? Cái đó là nội có đi chùa không mình còn rủ nhau như thế. Thì ở nhà mình có chương trình không? Thì có một lần có mùa gặp một cô Phật tử, đó đến nói với thầy: thầy ơi, con ở nhà hầu như là con tu tinh tấn hơn đó thầy. Con ở nhà hầu như là con ít có phiền não. Sao con về chùa con phiền não à? Thầy nói: này con, có duyên với thầy tâm sự điều đó, nhưng thầy sẽ khuyên điều này: hãy có ý thức được rằng đại chúng chính là một sức mạnh. Cô chỉ là một cây nhang. Nếu như một cây nhang sẽ không bao giờ nó phật cháy được đâu. Hãy góp nhiều cây nhang này vào để nó có một cái lượng cái sức nóng đó, nó tạo nên một sự cháy. Và nếu như một cây thì làm chẳng nên non. Một mình mà mình vươn cao, gió nó thổi cái kịch, tróc góc không? Tróc không quý vị? Tróc góc liền. Cho nên nếu một mình mà mình tự cho rằng mình hay, mình giỏi, nó thổi một cái tróc góc. phải nên nương đại chúng. Cho nên trong đạo Phật á, thì Đức Phật có dạy: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nếu như người nào rời khỏi chúng thì coi chừng tàn đời. Tàn đời. Còn con hổ dầu rằng nó rất là mạnh, nhưng mà nó rời khỏi rừng của nó rồi, nó rời khỏi núi rồi, là người ta nó còn thua một con nai con hươu nữa. Người ta dễ dàng giết nó chết, vì nó không có khả năng phát huy được công năng của nó. Con hổ mà nó ra khỏi rừng rồi, một người cũng có thể dí nó chết, nó chạy. Còn nó ở trong rừng thì một mình nó có thể dí cả chục người. Tại vì nó có bè phái, nó có rừng xanh. Như vậy nếu người nào niệm Phật mà không nghĩ đến đại chúng để hòa chúng, thì người này coi chừng đi lạc đường, không ai lôi. Tại mình đi lạc mình đâu biết đâu, mình giải đãi mình đâu biết đâu. Bữa nay thì mình ở nhà mình cho ngon lắm, nhưng mà ngày mai bắt đầu công việc này, công việc kia, công việc nọ. Từ những công việc nó lôi mình hầu nào không hay, đến lúc mình không có tu hành gì nữa hết. Và bắt đầu đến lúc đó phiền não nó chồng chất lên. Thì không biết lời khuyên của thầy có chắc ăn hay không, nhưng mà thầy nói cũng tùy theo mỗi người nha. Phải tự ý thức được việc tu của mình. Nếu mình về chùa mà có nhiều người phiền não với mình quá, có nhiều người phiền não người ta không thích quá, thì thôi mình đi chùa khác. Chứ mình ở cái chùa đó đó mà mình không tu được thì thầy cũng không có dám mà gọi là cố gắng. Khuyên thì sợ không được, thì nó lại mất đi những giây phút an lạc của họ. Cho nên thầy nói nếu ở nơi đó, nơi nào cũng là Tam Bảo hết, mình quy y Tam Bảo rồi thì ở đâu có chùa, ở đâu có tăng ni, ở đâu có giáo pháp thì ở đó là chỗ mình nương tựa. Chứ đừng có nghĩ là một chỗ nghe. Thầy khuyên cả đệ tử thầy luôn, đệ tử chùa thầy đó, về tới thầy quy y. Nhưng mà thầy nói là về đây quy y là chỉ có gieo duyên với thầy, cái gì không có hiểu hỏi thầy, thầy chỉ. Nhưng mà đừng bao giờ cố chấp rằng con là đệ tử của thầy cho nên 100% con phải về chùa thầy, con không đi đâu. Như vậy sợ thầy buồn, không có. Thầy không có buồn kỳ cục gì đâu. Nếu con có điều kiện ở đâu là đi đó. Thì ở bên này có một số Phật tử cũng về quy y với thầy. Quy y thì với thầy, đi công quả thì chùa khác, mà đi tụng kinh thì chùa khác, đi học giáo lý thì chùa khác. Nó nói con là vậy. Thầy nói vậy hạnh phúc, không bị ràng buộc bất cứ đâu. Sợ có khi là đệ tử thầy mà phải đến với thầy thì có khi là bực mình một điều gì đó rồi bỏ chùa uổng đi. Cho nên là quy y một chỗ, công quả một chỗ, tụng kinh một chỗ, còn đi nghe pháp một chỗ. Vậy hạnh phúc không? Rồi rất cảm ơn quý vị. Khi chúng ta nhận thức được việc tu là việc của mình thì không ai khống chế được mình hết. Việc xây dựng hạnh phúc là việc của mình, chứ người khác không xây dựng được cho mình. Do vậy hạnh phúc cá nhân thì tự mọi người phải tự ý thức được rằng tịnh độ là đây. Đây là cái thế giới tịnh độ. Cái thân này là thế giới tịnh độ. Phải cái thân này là địa không quý vị? Cái thân này có phải là thân đất không? Cái từ đất mà có nè. Cái thân này là thân đất, mai mốt nó trả về với đất nè. Cho nên cái thân này là tịnh độ ha. Làm sao mình trang nghiêm cho con mắt nó tốt, như vậy tịnh độ này tốt. Cho lỗ mũi nó tốt, lỗ tai nó tốt, cho trí não nó tốt, cho cơ thể nó tốt, như vậy cơ thể này tốt. Vậy thì muốn cho cơ thể này khỏe mạnh, buổi sáng có tập thể dục không? Ai không tập là lâu ngày là xương cốt gì nó cứng ngắc đó nghe. Là đụng tới đâu nó bầm tím tới đó đó. Máu chảy không có lưu thông. Cho nên buổi sáng phải tập thể dục nghe. Buổi sáng phải tập thể dục, đi kinh hành, lại Phật ha. Làm cho cơ thể mình máu chảy lưu thông. Sau đó rồi một ngày thì cố gắng tinh tấn tạo ra cái sản phẩm. Mình phải ý thức được rằng mình là một người, là một công dân của đất nước Việt Nam. Cho nên phải tạo ra sản phẩm cho xã hội, tạo ra sản phẩm cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, cho nhân loại. Chứ đừng bao giờ chúng ta chỉ là người tiêu thụ sản phẩm mà không tạo ra sản phẩm. Vì lớn tuổi rồi có tạo ra sản phẩm được không? Nên thinh hết dám là không có tạo ra gì hết à. Có không? Phải tự ý thức rằng để tạo ra sản phẩm nghe. Vậy thì nếu như mà mọi người ai cũng có thể tạo ra sản phẩm hết á, thì thầy nghĩ là chắc không có đồng bộ là ai cũng tạo ra sản phẩm hết đâu. Nhưng mà sản phẩm của vật chất, sản phẩm của tinh thần thì quý vị nên tạo ra. Vì sao vậy? Vì chúng ta phải đóng góp thôi. Nếu chúng ta không đóng góp thì cái đất nước mình có mong cho nó giàu đẹp, nó giàu được không quý vị? Mình không tạo ra mà mình hưởng không thì đất nước này mình là một gánh nặng của đất nước. Mình không tạo ra mà thì mình không phụng sự cho đất nước thì mình là gánh nặng của đất nước chứ vậy. Cho nên tất cả mọi người phải có ý thức rằng xây dựng gia đình thì mọi người phải đóng góp vào gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc. Mọi người phải ý thức rằng mình phải đóng góp cho xã hội, mình phải đóng góp cho đất nước và mình phải đóng góp cho nhân loại. Như vậy mình sống giờ phút nào cũng có ích hết. Hiểu không? Rồi, rất cảm ơn quý vị. Điều nữa là trong sự đóng góp, ý thức được rằng mình là một con người thì mình phải biết rằng con người thì phải có hai vấn đề: vật chất và tinh thần. Con người ai cũng mong cầu hạnh phúc, như vậy mình phải cố gắng tự hạnh phúc và làm sao có một ước nguyện. Con nguyện trong tất cả mọi truyền thông để xây dựng được một thế giới cực lạc, còn ý thức được rằng thế giới cực lạc mọi người thương yêu lẫn nhau. Như vậy trên tinh thần còn mong được tình thương yêu rộng lớn, tất cả mọi người đều thương yêu. Trong mắt con không còn có sự thù ghét, trong ý thức của con không còn có người cho con thù ghét. Làm được không? Được nghe. Được như vậy thì xem như là ngày hôm nay thầy không uổng để nói về ý thức, dầu rằng nhiều lắm. Nhưng mà trang trải với những ý rất là đơn giản, nhỏ chỉ chí xíu thôi ha. Mà cũng mong rằng đóng góp được cho việc ý thức của quý Phật tử. Chúng ta từ mọi người tạo ra vật chất để xây dựng cái thế giới này cũng chính là chúng ta tạo ra cái phước của mình để xây dựng thế giới cực lạc. Nếu chúng ta không tự ý thức được rằng mình phải tạo ra cái phước cho thế giới này thì chúng ta không có phước để mang xây dựng ở một thế giới cực lạc. Ở đời này chúng ta không có trí tuệ để xây dựng cho đời mình, cho những người xung quanh, cho xã hội, cho nhân loại thì chính bản thân ta sẽ không có mặt ở cảnh giới cực lạc được. Vì ở đây không hạnh phúc thì mong cầu thế giới cực lạc hạnh phúc không có đâu. Còn nếu chúng ta về đời sống vật chất chúng ta cũng ý thức để xây dựng, về đời sống tâm linh chúng ta cũng có ý thức để xây dựng thì thế giới cực lạc luôn hiện hữu quanh chúng ta. Và sự tu tập, quý vị không bao giờ có một cái nỗi khổ niềm đau, vì chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái gì phải khổ đau hết khi chúng ta là người được cống hiến và muốn cống hiến. Nếu thành tựu được sự cống hiến đó thì chúng ta mới thấy rằng mình là người có ích, và người có ích mới là người dân của cực lạc. Còn người vô ích thì thế giới ta bà còn không chấp nhận thì làm sao thế giới cực lạc chấp nhận được chứ. Thầy nói vậy quý vị có hiểu không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cuối lời thầy mong rằng tất cả mọi người hiểu được ngày hôm nay thì chúng tôi giảng về đề tài ý thức xây dựng tịnh độ. Thì khi chúng ta xây dựng tịnh độ, chúng ta phải ý thức được bản thân, gia đình, xã hội, từ vật chất cho đến tinh thần. Bất cứ ở nơi nào, mọi công việc làm của chúng ta nó đều phải do cái suy nghĩ để chúng ta có một cái việc làm. Tất cả mọi việc làm đúng đắn đưa đến một kết quả đúng đắn. Mỗi suy nghĩ đúng đắn sẽ đưa đến một cái lời nói tốt đẹp, đem đến hạnh phúc an vui cho người này và người kia. Mong rằng tất cả mọi người ý thức được rằng đừng ai nghi ngờ ai. Nếu ta nghi ngờ người khác sẽ nghi ngờ chúng ta. Chính cái sự nghi ngờ là một trong 6 cái căn bản phiền não đưa chúng ta đến luân hồi sanh tử. Và Phật tử chúng ta đã dứt nghi ngờ chưa? Cảm ơn quý Phật tử.